Thơ xin gửi riêng cho tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Dần, tuổi Mẹo, tuổi Thìn và tuổi Tuất. Ngày mai là các bạn sẽ bước qua mùng 1 tháng 2 dương lịch sau một năm ròng rã thất bại. Thì trong tháng 2 này cần phải kiêng cữ điều gì và tháng này làm ăn giàu nghèo ra sao? Thì thơ xin sang tay lay lời cho các bạn 6 thông điệp tử vi quan trọng cho tháng 2 dương lịch này. Thứ nhất, trong tháng mới, âm thầm lặng lẽ, không hùng hạp làm ăn, dễ gặp sự lừa lọc thị phi tiểu nhân. Thứ hai, trong tháng này, trường khí không tốt, tác động lên suy nghĩ của các bạn, nên các bạn dễ cáo gắt cọc tính, dẫn đến quyết định sai lầm. Thứ ba, trong tháng này, cẩn thận hồ sơ giấy tờ, dễ có sai sót đền bù thiệt hại. Thứ tư, trong tháng này có vận đỏ như son, nhận được một khoản tiền lớn từ vận may bất ngờ. Thứ năm, đi xe cộ chú ý đề phòng tư trang nơi đông người vì có hại thiệt thân. Thứ sáu, để hỗ trợ vận may tương sinh tài lộc, các bạn để trong nhà một bắp cải như ý lộc tài, hãy xả vận xui tại đây. Chúc các bạn thuận buồm xuôi gió cho tháng mới.